À, tại sao bạn biết đến kế toán Việt Hưng để học ạ? Qua YouTube, Facebook, group hay là được bạn bè giới thiệu ạ? Em xem trên em tìm trên web. Rồi, thế qua thời gian làm với giáo viên thì bạn cảm thấy có hiểu hay không ạ? Vâng, em thấy dễ hiểu ạ. Dễ hiểu. Kiến thức thì so với kiến thức trước kia thì bạn có thấy được nâng lên so với lúc mình chưa học hay không ạ? Vâng, có ạ. Thế tự tin của bạn để bao nhiêu phần trăm để mình có thể làm cho doanh nghiệp của mình ạ? Bây giờ chắc là tầm 70%. Thế giáo trình xem thì có dễ hiểu không ạ? Và mình có đóng góp gì cho phần giáo trình cũng như là giáo viên của trung tâm ạ? Vâng, em sẽ hiểu ạ. Dễ hiểu. Bạn có đóng góp gì cho giáo viên không ạ? Bây giờ thì chưa ạ. Thế còn về phần giáo trình ạ? Giáo trình thì mình có cần đóng góp gì thêm không ạ? Em không ạ. Vâng, rồi, thế cảm ơn bạn nhé.